Hàng loạt vlogger Trung Quốc khoe không khí Giáng sinh nhập Việt Nam. Netizen Trung Quốc nói gì? Các bạn thân mến, khi mình lướt mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày gần đây thì thấy rất nhiều video nói về không khí đón Giáng sinh ở Việt Nam. Họ thấy ở Việt Nam nhà nhà, người người ra đường. Một số người Trung Quốc thắc mắc, Giáng sinh là ngày lễ của phương Tây, tại sao một nước châu Á như Việt Nam lại có không khí sôi động đến vậy? Còn một số khác thì lại cảm thấy không có gì lạ khi thấy cảnh tượng đông vui này, vì họ từng ở Việt Nam nên biết được một số điều thú vị như thế này. Hàng năm Việt Nam có rất nhiều ngày lễ, cứ có ngày lễ là người Việt Nam đều đổ ra đường đi chơi, không kể đó là ngày gì. Đến Tết thiếu nhi của các cháu mà các ông còn tụ họp lại để đi nhậu với nhau nữa là. Ngoài ra còn rất nhiều bình luận khác nữa. Trước khi đến với phần bình luận, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem người Trung Quốc đã đăng tải gì trên mạng xã hội nước họ trong mấy ngày hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta đến với vlogger có tên là A Quang. Đây là chia sẻ của chàng trai này. Việt Nam từng chịu sự đô hộ của thực dân Pháp và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phương Tây. Vì vậy, Việt Nam cũng có Giáng sinh. Cho nên người Việt Nam cũng coi trọng Giáng sinh. Nói về không khí sôi động, đêm Giáng sinh chỉ xếp sau Tết Nguyên đán. Vì chúng ta có thể thấy được, có cả biển người đổ về nhà thờ lớn để tham gia các hoạt động lễ hội. Mục đích là để xem chương trình biểu diễn, chụp ảnh và mua đồ ăn. Tất cả đã tạo ra một bầu không khí lễ hội hoành tráng. Việt Nam đón Giáng sinh là như vậy đó. Đó là chia sẻ của A Quang. Còn một vlogger khác có tên là Tiểu Thư đã bình luận. Không khí Giáng sinh ở Việt Nam vẫn rất nồng nàn, hầu hết mọi nơi đều trang trí Giáng sinh. Ở đất nước mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, hàng chục tỷ USD vốn Trung Quốc đổ vào Việt Nam, liệu có làm lung lay niềm tin của người dân nước này không? Tiếp theo chúng ta đến với một vlogger khác có nickname là Cá Hay Đi. Vlogger này khoe không khí Giáng sinh tại một nhà máy Việt Nam. Doanh nghiệp này còn cho nhân viên đóng giả thành ông già Noel để giao lưu cùng với mọi người. Nhìn thấy không khí vui vẻ này của công nhân Việt Nam, nhiều netizen Trung Quốc phải chạnh lòng. Họ tủi thân. Công ty của chúng tôi không có đãi ngộ tốt như vậy. Tại sao các nhà máy chuyển đến Việt Nam lại bỗng dưng có lương tâm như vậy? Còn ở Trung Quốc thì khác một trời một vực. Sau đây là chia sẻ của vlogger có tên là Lão Vương. Việt Nam là một đất nước đa văn hóa. Trong nhiều năm, Giáng sinh đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam. Không còn chỉ là ngày lễ của người Công giáo nữa, mà bây giờ, người dân cả nước cũng đã tham gia vào lễ hội đặc sắc này. Gần đến ngày lễ hội, đường phố sẽ tràn ngập không khí Giáng sinh, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người sẽ coi Giáng sinh là ngày đặc biệt và ăn mừng theo nhiều cách khác nhau, như trang trí nhà cửa, tặng quà cho nhau hay cùng người thân và bạn bè đi ăn tối. Còn có những người sẽ đến trung tâm mua sắm và đến phố đi bộ. Không khí Giáng sinh ở Việt Nam thông thường sẽ được trang trí bằng những loại đèn đầy màu sắc, chuông và cây Giáng sinh, tạo ra không khí lễ hội mạnh mẽ. Khi màn đêm buông xuống, đường phố và trung tâm mua sắm ở các thành phố đều rực rỡ ánh đèn tươi sáng. Những người thích Giáng sinh nhất là các bạn nhỏ, bởi vì trong hai ngày này, hầu hết phụ huynh Việt Nam đều dẫn con cái mình đi chơi và tặng quà. Nói chung, Việt Nam là một quốc gia tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Đó là chia sẻ của Lão Phương, ngoài ra còn rất nhiều video khác nữa. Vậy netizen Trung Quốc đã nói gì khi xem được những video này thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Bây giờ ở Trung Quốc không có nhiều người ăn mừng lễ hội Giáng sinh, chúng tôi chỉ ăn mừng lễ hội mùa xuân. Giáng sinh là một cuộc xâm lược văn hóa bản địa và tôi chưa bao giờ thấy ổn với điều đó. Chúng tôi không quan tâm đến ngày nghỉ của người nước ngoài. Các nước phương Đông dần dần xa rời lễ hội phương Tây và tổ chức các lễ hội địa phương hoành tráng hơn. Bạn có thể đưa tôi đến Việt Nam được không? Một Việt Nam mở rộng có tương lai tươi sáng. Ở Việt Nam có lạnh lắm không? Tôi thấy nhiều người mặc áo khoác dày. Nhìn trang phục của họ có vẻ khá lạnh. Ở Việt Nam trong tưởng tượng hiện tại của tôi, họ có thể đang mặc áo sơ mi. Có lẽ là khoảng cách miền Bắc và miền Nam Việt Nam quá xa. Tôi nhớ đêm giao thừa năm ngoái ở Hồ Hoàn Kiếm, không khí thật ấm áp, Hà Nội thật hoài niệm. Hôm qua tôi cũng đã đến những quảng trường này, ở đó có rất nhiều người và xe cộ. Thật sôi động, thành phố Việt Nam bây giờ sầm uất quá, người dân rất biết hưởng thụ cuộc sống. Văn hóa phương Tây dần thâm nhập vào phương Đông. Giáng sinh là để làm gì? Người Trung Quốc chúng tôi chỉ ăn mừng lễ hội mùa xuân. Việt Nam cũng thuộc văn hóa Nho giáo. Văn hóa Nho giáo thuộc văn hóa truyền thống Việt Nam. Lễ Giáng sinh mang tính chất tôn giáo phương Tây, không nên tổ chức một cách mù quáng. Chúng tôi chưa bao giờ tổ chức lễ hội phương Tây. Ở Trung Quốc chúng tôi có lễ hội riêng. Đây có phải là Việt Nam không? Giáng sinh vui vẻ quá. Tôi cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Đêm qua tôi vừa đi chơi Giáng sinh. Nói thật không có gì vui ngoài ùn tắc giao thông và mùi khói xe. Rút kinh nghiệm cho lần sau,
Tôi khuyên ai đến Việt Nam thì đừng đi chơi Giáng sinh. Thay vào đó là một nồi lẩu mời bạn bè đến ăn uống có phải là tuyệt vời hơn không? Khi tôi ra Hà Nội vào dịp Quốc Khánh 2020, tôi không thể đi bộ gần Hồ Hoàn Kiếm vì có quá nhiều người. Tôi cũng đã ở đó vào tối qua, đông người quá, đường bị chặn, quá khủng khiếp. Cho dù bạn theo tôn giáo nào, hãy để tôi nói, Giáng sinh vui vẻ. Tôi muốn đi mua sắm ở Việt Nam, Giáng sinh ở Việt Nam vui quá. Những lễ hội trong nước đang dần lụi tàn, không cần biết đó là lễ hội của nước nào, có nguồn gốc từ đâu. Chỉ cần người dân cảm thấy vui và hạnh phúc là được. Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác này. Năm sau chắc chắn tôi sẽ đến Việt Nam để đón Giáng sinh. Tôi đã được đến thăm nhà thờ lớn Hà Nội. Ở đó có rất nhiều bạn bè tới chụp ảnh. Không ngờ vào đêm Giáng sinh, nơi đây được trang trí đẹp như vậy. Lúc tôi đến Việt Nam, một trong những điều kỳ lạ tôi phát hiện đó là chức tượng Chúa Giê-xu có một lư hương. Bất kể đó là lễ hội gì, nếu có tiền trong túi và có thời gian để đi chơi, thì lễ hội đó sinh ra là để dành cho bạn. Việt Nam kết hợp văn hóa phương Đông và phương Tây rất hài hòa với nhau. Việt Nam đang hội nhập theo tiêu chuẩn quốc tế, kinh tế phát triển tốt, người dân giàu có. Cảnh này đẹp thật, tôi chưa từng thấy nó ở Trung Quốc bao giờ. Có lẽ là sự giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây phải không? Ngày nay, văn hóa lễ hội của Việt Nam đã bị các nước phương Tây xâm chiếm. Đáng tiếc, Việt Nam thậm chí còn không có truyền thống văn hóa riêng. Tất cả đều là sao chép, bắt chước truyền thống văn hóa nước ngoài. Bạn đã đến Việt Nam chưa? Bạn có biết Việt Nam ở đâu không? Ai bảo Việt Nam không có văn hóa riêng? Một số người thích đọc những tin tức trên Baidu và nói bất cứ điều gì họ thích. Đến bây giờ, vẫn có những người tin những thông tin trên đó là chính xác. Đúng là Việt Nam có cả văn hóa Trung Hoa và văn hóa phương Tây, nhưng Việt Nam là một nước độc lập, có chiều dài lịch sử hàng ngàn năm. Sao lại không có văn hóa riêng được? Việt Nam là một quốc gia cởi mở. Nếu ai đến đó rồi thì đều biết, Việt Nam được tự do tôn giáo và đạo Công giáo được chính phủ Việt Nam cho phép hoạt động, nên những hoạt động lễ hội của người dân Công giáo được Việt Nam cho phép. Đó cũng là tình hình chung của thế giới. Tôi đi nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, nước nào cũng tổ chức Giáng sinh rộn ràng như vậy. Giống như Trung Quốc 10 năm trước, lễ hội nước ngoài sôi động hơn lễ hội địa phương. Bây giờ chính phủ đã ban hành nhiều lệnh cấm, ngay cả những lễ hội địa phương cũng không được phép tổ chức. Đà Lạt có một cộng đồng Công giáo lớn và mọi người thường hào hứng đón Giáng sinh, ngay cả những người không theo tôn giáo cũng vui vẻ đi chơi bình thường. Việt Nam đã hoàn thành quá trình phương Tây hóa. Cũng giống như người nước ngoài đón Tết Nguyên đán, đó là giao lưu văn hóa. Tôi chưa từng đến đó, những người bạn của tôi đã từng đến đó, ai cũng tấm tắc khen lễ hội ở Việt Nam rất vui. Ở quê tôi cũng sôi động lắm, nhưng bây giờ không được như ngày xưa. Ngày xưa ở Trung Quốc đón Giáng sinh náo nhiệt hơn Tết Nguyên đán rất nhiều. Người dân đông đến mức không thể đi bộ trên đường. Các địa điểm vui chơi giải trí đều chật kín. Giáng sinh ở Việt Nam náo nhiệt quá, giống như năm mới của Trung Quốc. Wow, đón Giáng sinh xuyên quốc gia, quê tôi cũng đón Giáng sinh như vậy. Thật là một bầu không khí tuyệt vời, người Việt Nam có vẻ cũng yêu thích lễ hội Giáng sinh. Ai đang có ý định đến Việt Nam để cảm nhận không khí Giáng sinh thì hãy đến Hội An. Đây là một thành phố nhỏ xinh, có bãi biển và gần trung tâm thành phố, với nhiều món ăn ngon. Đây thường là địa điểm được mọi người yêu thích nhất khi đến thăm Việt Nam. Nha Trang hơi nhàm chán và Đà Nẵng đối với tôi chỉ là một thành phố, không có quá nhiều nét quyến rũ. Dù sao thì Đà Nẵng và Hội An cũng cách nhau 40 phút, nếu bạn chỉ muốn đến Đà Nẵng trong một hoặc hai ngày. Tôi đã ở Việt Nam được 8 năm. Giáng sinh không phải là một ngày lễ chính thức ở Việt Nam, nó giống như bao ngày khác. Công nhân viên vẫn đi làm, học sinh vẫn đi học, chỉ có người Công giáo đến nhà thờ và chuẩn bị đón lễ mà thôi. Còn người dân bình thường thì không mấy quan tâm, chỉ có các bạn trẻ ham vui mới rủ nhau đi chơi mà thôi. Phía trên là một số bình luận của netizen Trung Quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, tôn trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người cũng như các tôn giáo hoạt động và tham gia đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết, Đảng ta rất coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, bảo hộ hoạt động các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Cho nên ngày lễ Giáng sinh được nhà nước Việt Nam tạo mọi điều kiện để hoạt động tổ chức. Vì quyền tự do tôn giáo ở mỗi người, chỉ cần mọi người đoàn kết và yêu Tổ quốc của mình thì hoạt động sẽ được ủng hộ. Thế mới thấy được, nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi như vậy cho người dân. Nhưng phương Tây lúc nào cũng bảo Việt Nam không có tự do dân chủ. Đó là nội dung của ngày hôm nay. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé!
Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.